Xét xử vụ án chuyến bay giải cứu, Viện Kiểm sát Nhân dân khẳng định đủ cơ sở buộc tội. Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế mức án nghiệt ngã cuộc đời. Xét xử vụ án chuyến bay giải cứu, Viện Kiểm sát Nhân dân khẳng định đủ cơ sở buộc tội. Thưa quý vị, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân khẳng định việc khởi tố, điều tra, truy tố các bị cáo phải đảm bảo khách quan đúng quy định của pháp luật. Phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu tiếp tục với phần đối đáp của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội với các luật sư và bị cáo. Tráo trở gian dối, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trong quá trình điều tra truy tố cho rằng cơ quan tố tụng đã áp đặt sử dụng chứng cứ một chiều nhiều lần đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân chứng minh hành vi phạm tội. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân khẳng định việc khởi tố điều tra, truy tố đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết. Bị cáo Hưng không thừa nhận và cơ quan tố tụng đã áp dụng nhiều biện pháp điều tra để chứng minh về việc này. Các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu phó giám đốc công ty Blue Sky, Lê Hồng Sơn, giám đốc công ty Blue Sky đều có lời khai giống nhau, không có sự bàn bạc thống nhất, phù hợp khách quan. Do vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân sử dụng lời khai của bị cáo này để chứng minh hành vi của bị cáo Hưng. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân nêu. Cùng với phần đối đáp, Viện Kiểm sát Nhân dân đã công bố đoạn clip tài xế của bị cáo Tuấn mang chiếc cặp được cho là chứa 450.000 đô la Mỹ cho Hưng, đồng thời khẳng định bị cáo đã không trung thực tráo trở khi nói chiếc cặp không chứa 450.000 đô la Mỹ mà dựng 4 chai rượu vàng. Với việc bị cáo Hưng cho khẳng định không hướng dẫn hàng khai, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng thực tế cho thấy có những thông tin buộc bí mật điều tra liên quan đến vụ án. Nếu Hưng không cho biết thì các bị cáo Tuấn, Sơn, Hằng không thể biết được để khai báo với cơ quan điều tra. Về số tiền 800.000 đô la Mỹ mà Hưng nhận từ bị cáo Tuấn được chia làm hai lần, một lần 350.000 đô la Mỹ và một lần 450.000 đô la Mỹ. Lần nhận 350.000 đô la Mỹ trùng khớp với tờ giấy Hằng ghi lại thể hiện chi tiết hàng ngày, số tiền mà Hằng chuẩn bị đưa cho ông Tuấn để đưa cho Hưng, phù hợp với thời gian mà bị cáo Tuấn khai nhận cũng như dữ liệu lịch sử cuộc gọi giữa hai người. Với lần 450.000 đô la Mỹ, clip trích xuất từ camera khu vực Bộ Công an ghi lại quá trình Hưng nhận chiếc cặp số, Hưng là người chủ động gọi cho Tuấn, nếu chỉ tặng 4 chai rượu, từ ngày 4 đến 5 tháng 12 năm 2022, không cần liên tục gọi cho nhau như vậy. Tại phiên tòa, bị cáo Hưng luôn quanh co, chối tội, xúc phạm cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, gây áp lực với bị cáo khác, kiểm sát viên đánh giá. Được đối đáp, bị cáo Hưng đề nghị làm rõ số tiền Hằng chi chạy án 43 tỷ đồng đã đi đâu khi khai đưa Hưng 18 tỷ đồng. Đồng thời cho rằng có clip nhưng không có lời khai, hình ảnh nào thể hiện chiếc cặp bị cáo cầm trong có 450.000 đô la Mỹ. Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, bị cáo buộc nhận hối lộ với số lần nhiều nhất, với số tiền nhiều nhất và thủ đoạn cũng trắng trợn nhất trong các bị cáo. 253 lần nhận hối lộ, tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng. Bị đề nghị tử hình. Tại phần đối đáp, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo trong thời điểm dịch COVID-19 đã làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, làm mất niềm tin trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan nhà nước. Theo tài liệu điều tra, có tổng số là 19 doanh nghiệp đưa tiền cho Kiên, trong đó có 12 doanh nghiệp bị Kiên yêu cầu đưa từ 150 đến 200 triệu đồng trên một chuyến bay được cấp phép và 1 đến 2 triệu đồng một cách lẻ về nước. Trong số 7 doanh nghiệp còn lại, có 4 doanh nghiệp Kiên không yêu cầu đưa tiền, nhưng các doanh nghiệp phải cân đối để tự đưa tiền. Đánh giá chung về vụ án, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân nhắc tại tòa án. Một số luật sư nêu quan điểm hành vi đưa nhận tiền của các bị cáo không có sự hứa hẹn đòi thuận, mà đòi hỏi là tự nguyện cảm ơn hoặc là vô ý. Về nội dung này, công tố viên khẳng định các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đưa giao thực hiện qua trung gian nhận tiền của đại diện các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được cấp phép các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong thời gian dịch COVID-19 theo yêu cầu của người đưa tiền. Không thể có những món quà cảm ơn có giá trị lớn, bất thường và tiền tỷ như vậy nếu như không làm một việc gì đó theo yêu cầu của người đưa tiền, Viện Kiểm sát Nhân dân nêu rõ. Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế mức án nghiệt ngã cuộc đời.
Thưa quý vị, tại tòa, Phạm Trung Kiên cho biết trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, gia đình sẽ nộp nốt số tiền hậu quả vụ án như cáo trạng đã nêu. Tại phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu, sau khi Viện Kiểm soát đưa ra lập luận đối chất với lời bào chữa của các bị cáo và luật sư, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đã có những ý kiến đối đáp. Theo bị cáo Phạm Trung Kiên, thời điểm dịch bệnh COVID-19, các lãnh đạo bộ có một nhóm trao đổi công việc qua ứng dụng Viber. Khi đó, nếu Bộ Y tế đã đồng ý phê duyệt hồ sơ xin cấp phép cho tổ chức chuyến bay mà bị cáo không ban hành văn bản thì sẽ bị xử lý kỷ luật ngay lập tức. Vì lý do đó, bị cáo xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo về việc gây chậm trễ cho doanh nghiệp để lo chi phí. Bị cáo ăn năn hối cải, Kiên nói và cho biết, theo kế hoạch, trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, gia đình bị cáo sẽ nộp hết số tiền khắc phục như vụ án cáo trạng đã nêu. Trình bày về tình tiết giảm nhẹ, cựu thư ký Thứ trưởng cho hay, thời điểm dịch bệnh COVID-19, bị cáo đã đi hết các điểm dịch được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Gia đình bị cáo có nhiều người thân đi chiến trường miền Nam chống Mỹ, Pháp. Kiên nói, mình có những tình tiết như trên nhưng không được Viện Kiểm sát xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo bị đề xuất mức án nghiệt ngã cuộc đời, Kiên khai. Cựu thư ký Thứ trưởng xin hội đồng xét xử xem xét được giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời. Bị cáo nhận tội trước nhân dân, đảng, nhà nước và ăn năn hối lỗi trước hành vi phạm tội của mình, Kiên nói. Theo cáo trạng, trong vụ án, Kiên đã nhận hối lộ với số lần nhiều nhất, với số tiền nhiều nhất và thủ đoạn cũng trắng trợn nhất trong số các bị cáo, với 253 lần nhận tội, tổng số tiền là hơn 42 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án, Kiên đã chủ động trả lại các doanh nghiệp khoảng 12 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo đã nộp thêm 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đến chiều 18 tháng 7, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình đối với Kiên, người nhà bị cáo đã nộp thêm 8 tỷ đồng để khắc phục. Như vậy, tổng số tiền Kiên và gia đình đã nộp là 35 tỷ đồng. Trước đó, buổi sáng, tại phần đối đáp, đại diện Viện Kiểm sát đã đánh giá hành vi phạm tội của Phạm Trung Kiên trong thời điểm dịch COVID-19 là đã mất đi ý nghĩa tốt đẹp, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Trên các chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo làm mất niềm tin trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cơ quan nhà nước. Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng, trước khi Kiên khai nhận tiền của Phạm Hồng Quang và Phạm Thị Nhanh Nhã, cơ quan điều tra đã tiến hành sao kê toàn bộ tài khoản của những người này và biết được dòng tiền chuyển vào tài khoản của Kiên, chứ không phải là chờ Kiên khai ra, do vậy không thể áp dụng tình tiết giảm nhẹ, tự thú đối với Kiên. Trong suốt quá trình điều tra, Kiên không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Gây khó khăn cho hoạt động điều tra giải quyết vụ án, Kiên một mực cho rằng số tiền nhận được của doanh nghiệp là vay mượn cá nhân. Sau này khi Viện Kiểm sát vào việc, động viên Kiên mới khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu, do vậy không có căn cứ để áp dụng tình tiết giảm nhẹ là tích cực phối hợp với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án.